cận cảnh đoạn đường vạch xương cá, tiến thoái lưỡng nan ở Hà Nội gây sốt mạng. Đoạn đường tiến thoái lưỡng nan, đi thẳng thì mắc lỗi đè vạch xương cá. Tạt sang làn bên cạnh thì mắc lỗi đè vạch kẻ liền, gây sốt cộng đồng mạng những ngày qua được xác định ở Hà Nội. Theo xác minh của phóng viên Dân Trí vào sáng ngày 23 tháng 11, đoạn clip cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông bắt lỗi đè vạch xương cá vô lý gây sốt cộng đồng mạng xã hội những ngày qua nằm trên quốc lộ 1, hướng đi từ quận Hoàng Mai sang huyện Gia Lâm. Cụ thể, đoạn đường tiến thoái lưỡng nan này gần km 161-486 quốc lộ 1, thuộc địa bàn huyện Gia Lâm. Hai làn đường dành cho xe máy và ô tô được phân rõ bằng vạch liền kéo dài. Trong ảnh có thể thấy một đoạn không có vạch kẻ là do mặt đường mới được sửa chữa, vạch sơn đường chưa được kẻ lại. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 5, công an thành phố Hà Nội cho biết đã nắm bắt được thông tin đoạn đường bị tố kẻ vạch bất hợp lý. Đội đang tiến hành kiểm tra lại xem có sự bất hợp lý hay không. Trên cơ sở đó sẽ tổ chức lại vạch kẻ đường. Trước đó, ở khu vực này xảy ra vụ tai nạn giao thông nên tổ công tác của đội chỉ đứng đó để hướng dẫn người tham gia giao thông, không xử phạt, vị lãnh đạo cho biết thêm. Cùng ngày, sau khi được phóng viên phản ánh thông tin về đoạn đường 7 người đi đường ở quốc lộ 1, ông Trần Nhật Quang, chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ lập tức kiểm tra và sớm có phản hồi đến cơ quan báo chí. Trước đó, phân tích tình huống người lái xe máy đè vạch xương cá gây xôn xao dư luận, luật sư Quách Thành Lực, công ty luật pháp Trị khẳng định, người tham gia giao thông trong trường hợp này đi kiểu gì cũng mắc lỗi. Cụ thể, nếu tạt sang trái nhập làn ô tô thì phạm lỗi đè vạch kẻ đường nét liền. Nếu đi thẳng thì phạm lỗi đè vạch xương cá. Cả hai hành động này theo quy định tại Điều 5 Nghị định 100/2019, Nghị định Chính phủ. Mức phạt tiền đối với lỗi này là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông khi phạm lỗi này, thì người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.